kỹ có lắm. Rồi đây là bãi biển Cần Giờ nè mọi người ơi. Định đang đứng ở với bãi biển Cần Giờ đây. Mà khu này là cái khu nuôi nghêu nha nhau nha mọi người. Còn cái biển bướm tư là người ta tắm trên phía kia kìa. Đó. Còn nước nó đang thủy triều đang vô. Kia có cái chòi người ta đang nuôi nghêu nè mọi người. Đó đó. Gió cho nên là nó cái tiếng nói của mình nó sẽ bị rè lắm nha mọi người ơi. Nên là xem cho vui thôi, không có chuyên. Đó đây là cái chòi mà người ta để dành người ta canh đây có hai chị kia chỉ đang cạo gì lại coi thử hỏi chị coi chị trả lời không. Chị ơi, cô ơi, cô đang làm gì cô? À, cầu nghêu hả cô? Ồ, cầu nghêu nè mọi người ơi, đây là đó. Cô dùng cái đồ cạo nè, nó cạo mấy nghêu nè. Đây mấy nghêu mà ăn nhậu ở đây. Này mình có bán không cô? Dạ. Ăn hả? Con tưởng đâu bán con vài ký tí nữa lại bãi dương kia con nước ăn chơi. Ồ, nước nó đang lên nè. Dạ rồi, ok, tí nữa để con xem mua cái gì đó lại chỗ kia lột ăn chơi. Đây mới thấy cuộc sống của người dân Cần Giờ người ta rất kêu nha các bạn. Ủa cô cho con hỏi thăm cái là con nghêu là hiện tại là đang sống ở dưới cái đất này hả cô? Cứ cào lên là có liền hay sao hay là... cái chòi đó. Dạ rồi, bắt đầu người ta nuôi trong đó. Tôi nuôi trong đó xong rồi con nghêu nó mới sóng biển nó đánh nó chào vô cái bãi cát này rồi mà mình đi mình bị bắt. Có nghĩa là mình bắt ở đây thì mình sẽ tự do. Còn ngoài kia là vi phạm lãnh thổ chủ quyền của người ta là không có được không con? À vô quýnh à. Nghêu đây chắc nó sẽ nhỏ hơn mấy con nghêu đang nuôi ngoài kia không cô? Dạ, hay quá. Không, mình cứ kiếm cái gì mà đặt đâu rồi. Kỹ có con chó này nó khôn quá là mới ra tới biển luôn nè. Biển Cần Giờ nè mọi người ơi, nó đang nô đùa đây. Định thích ghê luôn á.
Thank you.